Ngày 12 tháng 5 năm 1975, gần 2 tuần sau khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, trên tạp chí Time của Mỹ có đăng bài viết với tựa đề "Lời tạm biệt nghiệt ngã cuối cùng", bình luận về thắng lợi của nhân dân Việt Nam và vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trong đó, tờ Time đã khẳng định, cuối cùng quân đội giải phóng đã tràn vào Sài Gòn, dương cao lá cờ của chính phủ cách mạng lâm thời, bắt giữ Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu của Nam Việt Nam. Đối với nhiều người Mỹ, đây là cái chết mà họ đã được dự báo trước và chờ đợi bao lâu, nhưng khi nó đến thì vẫn bị choáng váng. Sự nghiệp giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã chiến thắng. Nhận xét này là hoàn toàn chính xác. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một tất yếu lịch sử đã được báo trước, mà người đưa ra dự báo đó không ai khác chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng kiệt xuất, để lại dấu ấn sâu đậm và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển Việt Nam và thế giới thời hiện đại. Người có một nhãn quan chính trị nhạy bén, sắc sảo và một tầm nhìn vượt trước thời gian. Trong cuộc đời hoạt động sáng tạo, báo táp cách mạng, trên cơ sở am hiểu tương tân lịch sử, văn hóa dân tộc, dịch học phương Đông, phép biện chứng duy vật, người đã đưa ra những dự báo thiên tai. Dự báo của người về thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một trong những dự báo như vậy. Vào đầu những năm 50, phân tích xu thế phát triển thời đại, bản chất, dã tâm xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên liệu. Sớm hay muộn, Mỹ sẽ trực tiếp tham dự vào cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương. Kẻ thù lâu dài của cách mạng nước ta sẽ là đế quốc Mỹ với tư cách là cường quốc hùng mạnh nhất của thế giới. Trong bức thư xuân 1954, Bác viết rằng, sau 8-9 năm toàn quân và dân ta kháng chiến gian khổ và anh dũng, chính nghĩa đã thắng lợi, chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình đã lập lại. Chính phủ lại về thủ đô, chúng ta phải tỉnh táo đề phòng, phải kiên quyết chống âm mưu đế quốc Mỹ đang tăng cường can thiệp vào Đông Dương. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trong thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc, người viết, thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Và nhân dân ta còn phải tiếp tục kháng chiến chống Mỹ. Lúc này, đế quốc Mỹ vừa bị tổn thất nặng nề trong chiến tranh Triều Tiên. Vì vậy, ít ai nghĩ rằng Mỹ lại có thể thay chân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam. Song lịch sử đã diễn ra đúng như tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp, tháng 7 năm 1954, nhân dân Việt Nam đã phải đối phó với một kẻ thù mới nguy hiểm hơn, đó là đế quốc Mỹ. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, cách mạng Việt Nam nhất định thắng lợi vì Đảng ta và nhân dân ta có đủ sức khắc phục khó khăn, chỉ cần nhân dân ta đoàn kết một lòng. Trước hết là đoàn kết trong Đảng thì mọi khó khăn sẽ vượt qua. Dự báo trên của Bác xuất phát từ thực tiễn Việt Nam bước vào giai đoạn mới sau năm 1954, khi cách mạng gặp khó khăn vô cùng. Mỹ Diệm tập trung đàn áp cách mạng, chúng liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét qua các chiến dịch tố cộng với khẩu hiệu đạp lên oán thù, thả giết nhầm còn hơn bỏ sót, dĩ đảng trị đảng, dĩ dân trị dân. Hàng trăm cán bộ đảng viên và quần chúng yêu nước bị sát hại. Trong vòng 10 tháng, từ tháng 7 năm 1955 đến tháng 5 năm 1956, chúng đã bắt và giết 108.835 người dân Việt Nam. Cơ sở thực tiễn trên khẳng định Bác đã nhìn thấy trước tính chất gây go, quyết liệt của cách mạng Việt Nam. Theo quy luật, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Thắng lợi của nhân dân miền Nam qua phong trào đồng khởi năm 1960 đã làm xoay chuyển cục diện trên chiến trường miền Nam. Từ chỗ gìn giữ lực lượng chuyển sang thế tiến công, đẩy chính quyền Mỹ ngụy vào thế bế tắc, mở ra một bước ngoặt mới cho cách mạng miền Nam. Trong diễn văn Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1960, có đoạn viết: trong lúc chúc mừng ngày Quốc khánh vĩ đại lần thứ 10 năm, chúng ta càng nhớ đến đồng bào ta ở miền Nam đang anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ Diệm. Chúng ta gửi đến đồng bào miền Nam mối tình ruột thịt và hứa với đồng bào rằng toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì chậm lắm là 10 năm lắm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam nhất định sẽ sum họp một nhà. Người gạch dưới trong bản thảo các chữ chậm lắm là 10 năm lắm nữa. Đúng 10 năm sau, mùa xuân năm 1975, với thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Hồ Chí Minh, miền Nam giải phóng, non sông liền một dải như dự báo của người. Cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ Tư lệnh, Quân chủng Phòng không Không quân, người dự báo sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua. Phải dự kiến trước tình huống càng sớm càng tốt, để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị. Nhớ là trước khi thua ở Triều Tiên, đế quốc Mỹ đã hủy diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. Trước những thắng lợi to lớn của quân và dân ta trên cả hai miền Nam Bắc từ đầu năm 1968, Mỹ phải tuyên bố chấm dứt không điều kiện việc ném bom đánh phá trên toàn miền Bắc, thuộc nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
ngày 4 tháng 2 năm 1968, Bác Hồ gửi thư điện cho Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Trong điện, Bác viết: "Thắng lợi đầu xuân của quân và dân miền Nam đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân ta đến một tình thế mới rất có lợi. Không có gì cứu vãn nổi sự sụp đổ hoàn toàn của giặc Mỹ và tay sai." Và trong di chúc của Bác năm 1969 cũng viết: "Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay." Sự thật lịch sử đã diễn biến như những gì mà Bác viết. Từ tháng 4 năm 1973, Mỹ đã rút hoàn toàn và trọn vẹn quân đội Mỹ ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. Thời điểm đó, Mỹ muốn rút lui trong danh dự. Đây là ý tưởng khiến chính quyền Thiệu cảm thấy khó chịu nhất, nhưng Mỹ ép Sài Gòn buộc phải chấp nhận. Chính quyền Thiệu gọi đó là đổi trác bí mật của Kissinger nhằm bỏ của chạy lấy người của Mỹ. Khi những người Mỹ rời khỏi Việt Nam, thì tinh thần quân nguy ở Sài Gòn cũng xuống nghiêm trọng. Trong nhiều năm, chế độ chính quyền Sài Gòn đã quá phụ thuộc vào Mỹ đến nỗi, khi người Mỹ ra đi, Sài Gòn như một người nghiện không còn thuốc hút. Đại kết cục là sự kiện xảy ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Mỹ nháo nhào tẩu thoát khỏi Sài Gòn trên càng của những chiếc trực thăng. Trong suốt cuộc đời hoạt động, kể từ ngày ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi trở thành lãnh tụ của Đảng, của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán chính xác những sự kiện lịch sử quan trọng ở Việt Nam và thế giới. Không chỉ có kết quả của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được Bác tiền liệu, mà cả chuyện Việt Nam giành độc lập dân tộc năm 1945 cũng được người dự đoán trước. Ngày 8 tháng 2 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đại diện Quốc tế Cộng sản, tức là Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này, đã trở về nước tại Bắc Bó, Hà Quảng, Cao Bằng. Việc làm đầu tiên của người là quyết định ra tờ báo lấy tên Việt Nam Độc Lập. Người còn viết quyển lịch sử Việt Nam bằng thơ lục bát 13 trang để giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc ta. Cuối quyển sách, người làm một bảng ghi những năm quan trọng từ thời Hồng Bàng đến Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1941. Sau cùng, Bác Hồ ghi có tính chất tiên đoán Việt Nam Độc Lập năm 1945. Chính xác, ngày 2 tháng 9 năm 1945, người đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Theo nhà báo Hà Đăng, báo Nhân dân Xuân Đình Dậu, vào năm 1953, tại một hội nghị kháng chiến hành chính bàn về thuế nông nghiệp, Bác Hồ lên phát biểu để kết thúc hội nghị. Sau đó, Bác chỉ định luật sư Phan Anh Lẩy Kiều, tức là chọn rút ra một vài câu trong truyện Kiều để phòng theo phong cách, vần điệu truyện Kiều mà làm ra câu thơ của mình. Luật sư hưởng ứng ngay: "Diệt thù giải phóng quê ta, ấy là nghĩa nặng, ấy là tình sâu." Bác Hồ tiếp luôn: "Đành lòng chờ đó ít lâu, chảy ra thì cũng năm sau vội gì." Câu lời kiều của Bác Hồ là một lời tiên đoán tài tình. Đúng một năm sau, năm 1954, quân dân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ, kết thúc thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế giới dùng nhiều từ có quan hệ tương đồng với tiên tri như huyền thoại, thần thoại, kỳ lạ, hiếm thấy. Khrushchev gọi người là thánh cộng sản. Những nhà nghiên cứu về lịch sử, chính trị và từng tìm hiểu về Bác đều biết rằng Bác đã có nhiều tiên đoán tài tình không chỉ liên quan đến sự phát triển của cách mạng Việt Nam mà ngay cả tình hình chính trị thế giới cũng được dự đoán hoàn toàn chính xác. Tháng 8 năm 1914, khi đang ở nước Anh, trong một bức thư gửi cụ Phan Châu Trinh, người đã tiên đoán chiến tranh thế giới lần thứ nhất 1914-1918 sắp nổ ra. Tiếng súng đang rền vang, thấy người đang phủ đất, năm nước lớn đang đánh nhau, chín nước đã vào vòng chiến. Cháu bỗng nhớ cách đây vài tháng, cháu đã nói với Bác về cơn dông sấm động. Năm 1924, trong bài Đông Dương và Thái Bình Dương, người dự báo về nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Thế nào rồi cũng có ngày, nước Nga cách mạng phải đọ sức với chủ nghĩa tư bản đó. Vì đã trở thành một trung tâm mà bọn đế quốc tham lam đều hướng cả vào nhòm ngó, nên Thái Bình Dương và các nước thuộc địa xung quanh Thái Bình Dương tương lai có thể trở thành một lò lửa của chiến tranh thế giới mới mà giai cấp vô sản sẽ phải nai lưng ra gánh. Trong bài viết trên báo Việt Nam Độc Lập số 114 ngày 1 tháng 1 năm 1942 trả lời câu hỏi năm nay tình hình thế giới và trong nước sẽ thế nào, người đã đưa ra dự báo về thời cơ để tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ta có thể quyết đoán rằng Nga nhất định thắng, Đức nhất định bại, Anh Mỹ sẽ được, Nhật Bản sẽ thua. Đó là một dịp rất tốt cho ta khởi nghĩa đánh đuổi Pháp, Nhật, làm cho Tổ quốc ta được độc lập, tự do. 52 năm Bác đã đi xa, nhưng những lời căn dặn của Bác vẫn còn giá trị trường tồn cùng dân tộc. Dường như mỗi lời dạy của người đều sẽ có thể tương ứng với một việc mà chúng ta cần làm trong một thời kỳ nào đó của đất nước. Thời gian gần đây, khi đại dịch hoành hành dữ dội, chúng ta chẳng phải đang rất cần làm theo lời dạy của Bác, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt đấy sao? Lời chỉ bảo của người dường như không bao giờ mất đi giá trị của nó. Chỉ cần chúng ta không hoảng loạn là có thể nhận ra chiến thắng đại dịch
cũng chỉ cần những hành động đơn giản như vậy mà thôi. Mong rằng mọi người sẽ có thể kiên cường làm theo lời dạy của Bác để chúng ta chiến thắng giặc xâm lược một lần nữa. Thứ mà mỗi người trong chúng ta đang bảo vệ bây giờ không chỉ là sức khỏe của bản thân, gia đình, mà cao hơn nữa còn là tương lai phát triển của cả đất nước. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, chúng ta cùng đoàn kết một lòng chống lại giặc Covid, thắng lợi sẽ không còn xa.